Đấu phá thương khung phần 4 tập 21, quật cổ cắn răng nhẫn nhục. Và như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ, đăng ký kênh họ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Nhìn luyện dược sư tuổi còn trẻ chậm rãi đi ra, trong đại sảnh mọi người đều ngẩn người. Vài vị tam phẩm luyện dược sư vừa rồi thúc thủ vô sách, trên khuôn mặt liền xuất hiện ra tia chế nhạo. Ngay cả tam phẩm luyện dược sư cũng không có biện pháp, ngươi một nhị phẩm luyện dược sư có bản lãnh gì? Lạp Lan Túc nhìn chằm chằm người tuổi trẻ già đi, quay đầu cùng với Lạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Đều là từ đối phương trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên cử chỉ của thanh niên nhị phẩm luyện dược sư này thật sự ngoài dự liệu của bọn họ. Vừa rồi vẫn thỉnh vào, đó là cấp bản mũi trò nhã phi. Nói thật ra, nhìn tướng mạo bọn họ vẫn không có cái gì chờ đợi vị luyện dược sư tuổi trẻ này. Tuy nói người không thể dựa vào tướng mạo, có đúng hay không đối phương dù sao cũng chỉ là một gã nhị phẩm luyện dược sư. Loại cấp bậc này vẫn còn là giai đoạn ban đầu của luyện dược thuật, chẳng lẽ còn có thể trông cậy một sơ học giả? Liệu có thể khu trục lạc độc mà ngay cả đan vương cổ hạ đều không thể làm được sao? Vị tiểu huynh đệ này, người đứng dậy Lạp Lan Túc mặc dù trong lòng cũng không thể nào cho rằng người trẻ tuổi trước mặt có che giấu bản lãnh. Chỉ vì thói quen cho phép, hắn thoáng có chút cẩn thận dò hỏi, ngươi còn nắm chắc trị liệu được cho lão gia tử? Chậm rãi đứng ở trong đại sảnh, Tiêu Viêm liếc mắt Lạp Lan Túc, đạm mạc nói, vậy xin hỏi, đan vương cổ hà có nắm chắc trị liệu hay không? Sao cơ? Nghe vậy Lạp Lan Túc liền ngắc ngứ, tức thì xấu hổ lắc đầu. Nếu cổ hà đại sư có thể trị liệu, chúng ta đâu cần gì phải phí ra tinh lực như vậy để mời người đến chữa bệnh. Nếu ngay cả đan vương cổ hà cũng không có tuyệt đối nắm chắc, vậy Lạp Lan tộc trưởng nói lời này với ta có đúng hay không có chút... Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn thoáng có chút trả phúng lạnh lùng rồi nói. Có chút ngượng miệng, Lạp Lan Túc dự định chỉ dò xét một chút người tuổi trẻ này, nhưng lại không nghĩ rằng hắn miệng lưới lợi hại như vậy, tức thì có chút ứng phó không kịp. Trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lời như thế nào cho tốt. Các hạ hiểu lầm gia phụ rồi, hẳn là không phải là nhầm vào ngươi. Chỉ là lão gia tử hôm nay tình huống càng ngày càng không ổn, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian để tiêu hao, cho nên tự nhiên phải cẩn thận một chút, xin đừng để búng. Trong khi Lạp Lan Túc còn đang kinh ngạc, một bên Lạp Lan Yên Nhiên tĩnh tọa, ngón tay nhẹ nhàng giật nhẹ vạt áo Lạp Lan Túc, quay về phía Tiêu Viêm thong dong mỉm cười rồi nói, vừa rồi là các người lãng phí thời gian, vẫn còn chưa đủ hay sao? Ánh mắt hướng trên người nữ nhân xinh đẹp, Tiêu Viêm nắm tay trong ống tay áo không tự giác lắm chặt lại. Thanh âm của hắn vẫn như cũ không có chút gợn sóng, không chỉ bởi vì mỹ mạo đối phương mà buông lỏng, ngược lại phát ra từng tia lạnh như băng, không khó phát hiện. Nghe lời này của Tiêu Viêm, trong đại sảnh hơn 10 luyện dược sư, sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ khó coi. Lời này của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ chính là lời nói lúc trước của bọn họ, lãng phí thời gian còn sót lại không nhiều của Lạp Lan gia tử. Ngay lập tức, một vị lão nhân đầu tóc hoa râm, khuôn mặt đỏ lên nhịn không được tiếng khiển trách thoát khỏi miệng quát. Việc này đâu đến lượt tiểu tử ngươi có thể cuồng vọng như thế chứ? Ngươi, một gã nhị phẩm luyện dược sư, có tư cách gì cùng với chúng ta nói chuyện? Chuyện này, tiếng quát lão nhân vừa vang lên, xung quanh vài tên luyện dược sư đều căm phẫn gật đầu, cũng hướng ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm hướng về phía thanh niên. Nhìn thanh niên khuôn mặt đạm mạc giống như là một khối băng, Lạp Lan Yên Nhiên mày liễu cũng khẽ cau lại. Nếu hắn có bản lĩnh thật sự, nàng cũng không ngại cho hắn cuồng vọng một chút, nhưng nếu không có năng lực chính thức gì, lại thích mạnh miệng hết lần này tới lần khác, người như thế làm cho nàng đáy lòng chán ghét. Nghe ngữ khí của các hạ, tự hồ là đối với bản lãnh của chính mình có chút tự tin. Lạp Lan Túc hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trầm giọng rồi nói, có điều ngươi hẳn đã biết, mặc kệ ngươi thiên phú kiệt xuất như thế nào, nhưng hiện bây giờ ngươi chỉ là một nhị phẩm. Lạp Lan Túc nói, vẫn chưa hoàn toàn nói ra, bỗng đột nhiên sửng lại. Đồng thời trong đại sảnh nhiệt độ chợt lên cao, những tam phẩm luyện dược sư nguyên bản còn muốn châm chọc, giờ phút này cũng chậm rãi há hốc mồm, không thể tin nhìn chằm chằm thanh liên trong đại sảnh. Bên trong lòng bàn tay đang bay lên hai luồng thanh hỏa sắc hỏa diễm. Đứng bên cạnh, Lạp Lan Yên Nhiên nhìn thanh sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay thanh niên, ngọc thủ chậm rãi trở lên hồng nhuận. Kiếp sợ cùng vui mừng như điên tại lúc đó làm cho tu thủy từ con người lóe xa. Chư vị hẳn là nhận thức được, không để ý không khí yên tĩnh chung quanh, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn hai luồng thanh sắc hỏa diễm như là có linh tính, nhàn nhạt rồi nói, dị hóa, hít thở sâu một ngụm không khí nóng chảy. Cả ngày luôn tiếp xúc với lửa, mười vị tam phẩm luyện dược sư kia trong nháy mắt đã nhận ra rõ ràng ngọn thanh sắc hỏa diễm trên khuôn mặt. Nỗi khiếp sợ từ từ bao kín, từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn thanh sắc hỏa diễm đang bốc lên. Tiểu huynh đệ, ngươi, đây là dị hóa. Rung động trong mắt từ từ rút đi, Lạp Lan Túc khuôn mặt hiện lên vẻ mừng như điên, cơ hồ là khó có thể che giấu.
Bây giờ các ngươi có thể đình chỉ những lời nói vô vị này được chưa? Khuôn mặt thanh niên bình phàm cúi đầu điều khiển thanh sắc ngọn lửa, ngữ khí đạm mạc. Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm ngữ khí vẫn như cũ giống như là lúc trước, không có chút khách khí, nhưng mà những tam phẩm luyện dược sư kia trên khuôn mặt cũng không dám có một chút gì khinh thường cùng trào phúng. Luyện dược sư có thể có được dị hóa, tại luyện dược giới tiền đồ cơ hồ là không thể hạn lượng. Ngay cả đan vương Cổ Hà cũng chưa có dị hỏa của chính mình. Có tưởng tượng mức độ chân quý của dị hỏa đến cuối cùng là như thế nào. Muốn có dị hỏa, không chỉ phải có cơ duyên, lại còn phải có lực lượng khổng lồ sau lưng ủng hộ. Nói một cách khác, phía sau vị thanh niên nhị phẩm luyện dược sư này nhất định là phải có một vị sư phụ thực lực cực kỳ là cường đại. Các hạ, ta thay mặt gia phụ vì sự chậm trễ vừa rồi hướng người một tiếng xin lỗi, xin mời. Đứng dậy, Lạp Lan Yên Nhiên hướng về phía Tiêu Viêm khom người. Không có trả lời nàng, Tiêu Viêm liếc mắt cười nhìn Lạp Lan Túc một bên, sau đó cùng Lạp Lan Yên Nhiên xoay người đi, tiến vào căn phòng bên cạnh. Trong khi Tiêu Viêm tiến vào phòng, Lạp Lan Túc quay sang 10 vị tam phẩm luyện dược sư trong đại sảnh cười nói chút gì đó, rồi phất tay sai quản gia tiếp đãi, sau đó cùng với Lạp Lan Yên Nhiên gấp rút theo vào. Chậm rãi tiến vào căn phòng, ngọn đèn nhàn nhạt nhu hòa tỏa ra, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy cửa. Không gian trong phòng rộng lớn, tại vị trung ương trên một chiếc giường lớn, một vị lão nhân khô héo đang nằm trên đó. Tại chung quanh giường, mấy thị nữ đang vội vàng chạy đi chạy lại. Nghe âm thanh cửa phòng, các lạ ánh mắt đều hướng về phía cửa, sau đó lại tiếp tục chăm sóc lão già đang hôn mê. Chậm rãi đến gần giường, Tiêu Viêm ánh mắt tại giường quét qua, phát hiện trên khuôn mặt lão nhân ẩn hẩn hiện hiện một mảnh hắc khí. Trên khuôn mặt an tĩnh đang ngủ say đã có chút khí tức tử vong. Quả nhiên rất nghiêm trọng, liếc lão nhân tử kia, Tiêu Viêm thấp giọng rồi nói: "Đúng vậy, loại lạc độc này sợ rằng cho dù là một gã đấu hoàng cường giả cũng không dám dễ dàng dính vào. Lão gia tử có thể sống qua nhiều năm như vậy đã đạt đến cực hạn rồi." Theo sát phía sau, Lạp Lan Túc thở dài lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận rồi nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi xem có thể chữa trị được hay không?" Một bên, Lạp Lan Yên Nhiên gật đầu, một đôi mắt sáng nhìn chăm chú dáng vóc cao của thanh niên bên cạnh. Thanh niên vẫn sắc mặt đạm mạc rồi nói: "Ta cũng không có biện pháp gì khác, cho nên chỉ có thể dựa theo biện pháp theo lời nói của đan vương Cổ Hà, dụng dị hỏa tiến vào trong cơ thể lão gia tử, sau đó chậm rãi khu độc." Tiêu Viêm lắc lắc đầu bình tĩnh rồi nói: "Nói như vậy nguy hiểm hẳn là rất lớn sao?" Nghe vậy, Lạp Lan Yên Nhiên thoáng có chút chần chờ thấp giọng rồi nói: "Không lắm, chắc tới 50%. Tiêu Viêm tiếp tục nói, liếc mắt Lạp Lan Yên Nhiên, một bên khuôn mặt khẽ biến, cười lạnh rồi nói: "Bộ dạng lão gia tử như vậy cũng khó có thể qua nổi 2 ngày nữa, sẽ bị độc tố hành hạ đến chết. Có hay không liều mạng để tào cứu chữa, lựa chọn như thế nào các người tự quyết định đi. Cái này dù không có nắm chắc đi chăng nữa cũng chẳng có gì đáng chê cười, vẫn phải nói ra cho rõ ràng." Tiêu Viêm cười lạnh mang theo khí ngữ cao ngạo, khiến cho Lạp Lan Yên Nhiên mày liễu cau lại, sắc mặt có chút không được tốt cho lắm. Lấy thân phận của nàng, những năm gần đây thực sự không ai dám cùng nàng nói chuyện như vậy. "Nắm chặt thời gian đi, ta cũng không có dư thừa thời gian để tiêu hao." Nhẹ vứt tay áo, Tiêu Viêm không để ý đến thần sắc của Lạp Lan Yên Nhiên, nhàn nhạt rồi nói: "Nếu nói như vậy, chỉ còn có thể hoàn toàn dựa vào tiểu huynh đệ rồi. Nếu ngươi thật sự có thể chữa trị tốt cho lão gia tử, Lạp Lan gia tộc chúng ta mãi mãi là bằng hữu của ngươi." Cắn răng trầm ngâm một hồi, Lạp Lan Túc cuối cùng cũng là gật đầu trầm giọng rồi nói: "Vậy tránh ra đi, đừng quấy nhiễu ta." Tùy ý vất tay, Tiêu Viêm ngồi ở cạnh giường, tay phải dương lên, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ xuất hiện trong nháy mắt, khiến cho nhiệt độ căn phòng chợt tăng cao. Nhìn Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, Lạp Lan Túc kéo Lạp Lan Yên Nhiên lùi lại mấy bước, đồng thời phất tay hướng thị nữ trong phòng toàn bộ đuổi ra ngoài. Một tay đem Lạp Lan Kiệt trên giường dựng lên, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt nhìn vị bằng hữu của gia gia mình. Mặc dù trải qua độc tố ăn mòn lâu như vậy, lão nhân khuôn mặt khô héo có vẻ giống như là một người tàn tật, vẫn như cũ vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo như danh. Tay trái nhẹ nhàng khiêu động vỗ vỗ vào bảo vai của Lạp Lan Kiệt. Một cổ ám kình làm cho y bào trên thân thể của lão nhân chấn thành bột phấn, lộ ra thân thể khô gầy giống như là một bộ xương. Nhìn thân thể khô gầy này của lão nhân, với tính tình của Tiêu Viêm cũng nhịn không được lắc đầu. Mà một bên Lạp Lan Yên Nhiên hốc mắt càng đỏ lên, làm xương mỏng cực kỳ hiếm thấy quanh quẩn tại con người, khiến cho vị nữ nhân được yêu chiều này lộ ra dáng vẻ nhu thuận đáng yêu. Ngón giữa chậm rãi lộ ra một đoàn thanh sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay lượn lờ. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thanh sắc hỏa diễm bình tĩnh rồi nói: "Ta phải bắt đầu rồi. Như ta đã nói, dùng dị hỏa tiến vào thân thể của lão gia tử sẽ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cho nên chớ kinh động làm phá hư tính toán của ta." Nghe vậy, Lạp Lan Yên Nhiên cùng với Lạp Lan Túc sắc mặt đều hơi đổi, có điều cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào?
Nếu như mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh họ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo, đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hạo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước đột phá thương cung phần 4 tập 22 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.